biết lớp. Những tin chính có trong chương trình Việt Nam Top News hôm nay: tổng kết những quá trình chống dịch sau 20 ngày áp dụng thêm biện pháp tăng cường chỉ thị 16. Miền Tây đang chạy đua với thời gian để bóc tách F0, mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ. Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai chương trình kiểm soát ngoài cộng đồng thuốc kháng virus Monopiravir. Công an Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ người đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và giả mạo công an quận 3. Phạt 10 triệu đồng người phụ nữ bị đặt về cách chữa khỏi Covid-19. Gần 780 triệu người trong gần 1,4 tỷ dân Trung Quốc hoàn tất tiêm vaccine Covid-19. Covid-19 có thể khiến móng tay xuất hiện những vết lạ. Những triệu chứng này không chỉ giới hạn ở những người bị Covid-19. Thông tin vaccine Covid-19 được phát triển theo công nghệ mRNA làm thay đổi cấu trúc gen DNA là sai sự thật. Huấn luyện viên Jurgen Klopp không hiểu làm thế nào những đội bóng như Man City có thể tiêu tiền tấn trên thị trường chuyển nhượng. Mọi ánh mắt đổ dồn về sân Tottenham tối nay khi họ đón tiếp đương kim vô địch Man City. Khánh Nguyên xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị những khán giả đang theo dõi chương trình Việt Nam Top News. Ngay sau đây xin mời quý vị đến với những nội dung chi tiết của chương trình hôm nay ngày 15 tháng 8. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, Việt Nam Top News xin gửi đến quý vị những hình ảnh cận cảnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua 20 ngày siết chặt giãn cách xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận biểu đồ ca nhiễm mới đi ngang, nhưng vấn đề thành phố quan tâm nhất hiện nay có lẽ là con số tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua đang áp dụng biện pháp mạnh nhất kể từ khi dịch bệnh xuất hiện. Người dân đã phải trải qua 37 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Trong đó, thành phố có 20 ngày áp dụng thêm các biện pháp tăng cường như cấm ra đường, ngưng các hoạt động không thiết yếu sau 18 giờ. Sau ngày 15 tháng 8, dự kiến số F0 mới vẫn ở mức 3.000 ca mỗi ngày. Nếu không quyết liệt, thành phố khó giữ kết quả đạt được, thậm chí tình hình còn xấu đi. Ngoài các biện pháp xã hội mạnh, một trong những thay đổi quan trọng trong chiến lược chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua là bảo vệ vững chắc vùng xanh, nơi dịch bệnh chưa xuất hiện. Cùng với siết chặt chỉ thị 16, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang đẩy nhanh độ phủ vaccine cho hơn 7 triệu người ở nhóm tuổi trên 18 tuổi. Xem đây là vũ khí đối phó virus chủng Delta khi mà nó đang được đánh giá là có khả năng xuyên thủng ba lá chắn: truy vết, khoanh vùng, cách ly. Trong 30 ngày tới, tinh thần sẽ tiếp tục giãn cách theo chỉ thị 16. An Giang, Trà Vinh, Hậu Giang, thành phố Cần Thơ v.v. đang chạy đua với thời gian để bóc tách F0, mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, đưa cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường mới. An Giang triển khai nhanh, thần tốc việc xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã chuẩn bị thêm khu cách ly tập trung để điều trị cho F0. Trà Vinh cho biết đang tập trung nguồn lực để test toàn bộ trong cộng đồng để loại bỏ F0 ra khỏi cộng đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã ưu tiên tiêm vaccine cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên tại hai xã có nguy cơ rất cao là Thanh Sơn ở huyện Trà Cú và Đôn Xuân ở huyện Duyên Hải. Trà Vinh cũng dồn lực tiêm vaccine cho tất cả công dân trên địa bàn tỉnh. Hậu Giang cũng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, thành lập thêm bệnh viện dã chiến với hơn 500 giường bệnh được đặt tại trường Đại học Cần Thơ, khu Hòa An ở huyện Phụng Hiệp. Thành phố Cần Thơ cho biết đã triển khai chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố để loại bỏ F0 ra khỏi cộng đồng. Qua xét nghiệm ngoài cộng đồng, thành phố Cần Thơ đã phát hiện ra nhiều ca F0. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 8, Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp triển khai chương trình chăm sóc tại nhà cho các ca nhiễm COVID-19 điều trị tại ngoại trú Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có kiểm soát ngoài cộng đồng thuốc kháng virus Monopiravir. Thuốc kháng virus Monopiravir được nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ, Ấn Độ cho kết quả khá khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, đặc biệt là giảm tải lượng virus rõ rệt và làm sạch virus ở bệnh nhân nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong. Bộ Y tế khẳng định việc sử dụng và cung cấp thuốc Monopiravir trong chương trình là được tư vấn, hướng dẫn, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ, ghi nhận và đánh giá bởi các chuyên gia, cán bộ y tế. Dựa trên kết quả tổng kết đã đánh giá, chương trình sẽ được xem xét để tiếp tục triển khai nhân rộng tại các cơ sở thu dung, điều trị các địa phương tỉnh, thành phố đang có dịch Covid-19. Bộ Y tế cũng đã đề nghị các doanh nghiệp có thể sản xuất thuốc này để trao đổi với các doanh nghiệp có bản quyền để chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc này. Đây là vấn đề rất quan trọng trong việc điều trị tại cộng đồng. Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ Phan Phi Toàn, 31 tuổi, ngụ ở quận Tân Bình vì đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội và giả mạo công an quận 3. Ngày 11 tháng 8, Toàn sử dụng tài khoản Facebook không tên, đăng tải bài viết trên nhóm Facebook chợ Tăng Nhân Phú A với thông tin không chính xác, làm khó cho các công tác chống dịch. Vụ việc sau đó được thành phố Công an Thủ Đức ghi nhận và nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua làm việc với địa phương, công an đã xác định nội dung Toàn đưa lên mạng là sai sự thật. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy tìm Toàn. Qua truy xét, Toàn đã bị bắt giữ tại nơi cư trú.
Khám xét nơi ở của Toàn, công an thu giữ một bộ trang phục của lực lượng an ninh nhân dân với cấp hàm thượng úy, bản tên chức vụ phó đội trưởng và phó phòng tổng hợp công an quận 3. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ khác, một xe máy Toàn thường sử dụng. Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với công an thành phố Tam Điệp và Sở Thông tin và Truyền thông của tỉnh Ninh Bình triệu tập bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1965, trú tại phường Yên Bình, thành phố Tam Điệp, để về làm rõ về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Vào ngày 13 tháng 8, bà Tuyết sử dụng điện thoại đăng tải, chia sẻ bài viết trên mạng xã hội Facebook với nội dung người nhiễm nCoV chỉ cần niệm chú là chữa khỏi COVID-19 và khẳng định trong 10 ngày chuyển từ dương tính sang âm tính, không còn triệu chứng. Cơ quan chức năng đã xác định nội dung bài viết do bà Nguyễn Thị Tuyết đăng tải là bịa đặt, không có cơ sở khoa học, gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Căn cứ theo Nghị định 15 của Chính phủ, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với bà Tuyết, đồng thời yêu cầu người này gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mễ Phong trong cuộc họp báo cho hay tổng cộng 777.046.000 người ở nước này đã được hoàn thành liệu trình tiêm chủng vaccine COVID-19. Trong số 7 loại vaccine COVID-19 đang được sử dụng ở Trung Quốc, 5 loại cần 2 mũi để hoàn tất tiêm chủng, 1 loại chỉ cần 1 mũi tiêm duy nhất và 1 loại cần 3 mũi. Hơn 1,87 tỷ liều vaccine đã được tiêm trên khắp Trung Quốc. Nước này cũng đã tiêm chủng cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi với hơn 60 triệu liều được sử dụng. Tỷ lệ phản ứng bất lợi sau khi tiêm của thanh thiếu niên không cao hơn người lớn. Các phản ứng phổ biến là sốt, đau, mẩn đỏ và sưng tấy. Phản ứng bất thường chủ yếu là dị ứng như phát ban, mặc dù rất hiếm. Chúng tôi chỉ ghi nhận số ít ca phản ứng bất thường với biểu hiện rất nhẹ. Wang Hua-Ting, quan chức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết. Theo Healthline, có một triệu chứng mới đang được ghi nhận. Tiến sĩ Tim Spector, chuyên gia về COVID-19 người Anh, đã cảnh báo rằng COVID-19 có thể khiến móng tay xuất hiện những vết lạ. Những triệu chứng này không chỉ giới hạn ở những người bị COVID-19. Tình trạng này biểu hiện bằng những vết hằn lõm hoặc rãnh ngang trên móng tay gọi là đường vau, có thể xuất hiện ở những người đã từng bị nhiễm virus. Các đường rãnh xuất hiện khi có sự gián đoạn trong quá trình phát triển của móng tay. Có một số lý do khiến những đường này xuất hiện, bao gồm cả bệnh tật, chấn thương hoặc tiếp xúc với các yếu tố môi trường, theo Hotline. COVID-19 có thể khiến nhiệt độ cơ thể tăng đột biến, góp phần hình thành các gờ móng này. Triệu chứng này có thể mất một thời gian dài mới xuất hiện, nhưng cũng có bệnh nhân COVID-19 không bị tình trạng này. Bác sĩ nhấn mạnh rằng các đường bao không phải chỉ do COVID-19 gây ra. Các bệnh gây ra sự gián đoạn trong quá trình phát triển bình thường của móng đều có thể dẫn đến sự xuất hiện của các đường bao. Theo tờ Reuters đang đưa tin, mạng xã hội đang lan truyền thông tin bóp méo từ một nghiên cứu gây tranh cãi. Nhiều tài khoản dẫn nghiên cứu này và cho rằng đây là bằng chứng cho thấy các vaccine COVID-19 được phát triển theo công nghệ mRNA, làm thay đổi cấu trúc gen gọi là DNA của người tiêm. Sau khi điều tra, nhóm kiểm chứng sự thật Fact Check của Reuters khẳng định nghiên cứu từ nhóm các nhà sinh vật học của Viện Công nghệ Massachusetts MIT không kết luận vaccine ngừa COVID-19 làm thay đổi DNA của người được tiêm chủng. Thông tin sai sự thật trên liên quan đến một bài báo chưa được thẩm định, đánh giá ngang hàng, xuất hiện vào tháng 12 năm 2020. Tác giả của bài báo gồm hai nhà nghiên cứu sinh vật học của MIT. Họ cho rằng SARS-CoV-2 có thể chỉnh sửa gen DNA của con người. Ngay lập tức, nghiên cứu vấp phải chỉ trích nặng nề của một số chuyên gia, thậm chí có ý kiến khẳng định bài báo nặng nề, nguy hiểm và vô căn cứ. Huấn luyện viên Jurgen Klopp thừa nhận ông không hiểu làm thế nào những đội bóng như Man City, PSG và Chelsea có thể tiêu tốn tiền khuấy động thị trường chuyển nhượng. Chiến lược gia người Đức cho hay, chúng tôi chỉ được phép tiêu số tiền kiếm được và đó là điều chúng tôi luôn làm. Năm nay chúng tôi chỉ mua Konate khi có đủ tài chính bởi vì sau mùa giải trước. Cần phải nói rõ ràng, chúng tôi không thể mạo hiểm. Tôi có ngạc nhiên khi các câu lạc bộ đang chi 100 triệu bảng cho các cầu thủ không ư? Không, tôi không bao giờ ngạc nhiên về sức mạnh tài chính của Chelsea, Man United hay Man City. Tôi ở trong nước đủ lâu để biết rằng họ luôn tìm ra giải pháp cho những điều như thế này. Với Liverpool, kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021 của đội bóng này diễn ra khá ảm đạm với duy nhất thương vụ mang về trung vệ Konate từ RB Leipzig. Đó chính là lý do khiến cho huấn luyện viên Klopp thầm ghen tị với những người đồng nghiệp được chi tiêu thoải mái. Mọi ánh mắt đổ dồn về sân Tottenham tối nay khi họ tiếp đương kim vô địch Man City. Đây không chỉ là trận đấu giữa hai ông lớn mà còn có thể quyết định tương lai của Harry Kane. Tiền đạo thủ quân của Tottenham đã yêu cầu câu lạc bộ cho ra đi và Man City là điểm đến tiềm năng nhất của anh. Sự quan tâm dành cho Kane nhiều đến nỗi tân huấn luyện viên Tottenham Nuno Espirito Santo đã phải từ chối trả lời về khả năng ra sân của chân sút 28 tuổi. Tottenham đã chiêu mộ 3 tân binh là Brian Gill, Golini và Christian Romero mùa hè này, nhưng giữ chân Kane mới là thành công lớn nhất của họ.
Tottenham gây ấn tượng trong hai trận giao hữu gần đây, hòa Chelsea 2-2 và thắng Arsenal 1-0. Nuno và học trò cũng sẽ trải qua lịch thi đấu bận rộn suốt tháng này, chạm trán với Facos Feria ở Euro Conference League và gặp Wolves Wildford ở ngoài hạng Anh. Một chiến thắng trước đội đương kim vô địch sẽ tạo cho động lực cho chuỗi trận đấu đó. Mùa giải 2021-2022 bắt đầu không suôn sẻ với Man City khi thua Leicester 0-1 ở trận tranh siêu cúp Anh. Tân binh 139,2 triệu USD vào sân 25 phút cuối và thi đấu mờ nhạt. Sau khi Giorgio Agüero ra đi, Man City còn trống lại một vị trí tiền đạo và Pep Guardiola chắc chắn sẽ bổ sung bằng được trước khi thị trường đóng cửa. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Việt Nam Top News ngày tối hôm nay. Quý vị đừng quên thực hiện nghiêm chỉnh thông điệp 5K của Bộ Y tế để dịch bệnh sớm qua đi. Khâm Ninh xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.